Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: thuốc Bisoprolol Fumarat 2,5mg Astavit là thuốc gì, thành phần, công dụng và tác dụng phụ. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 5 chủ đề nhỏ xoay quanh để giúp ích cho chúng ta, cũng như giúp cho chúng ta tìm hiểu một cách khái quát hơn các bạn ha. Và Trang lưu ý cho tất cả các bạn là đây là những thông tin cho bạn biết về Bisoprolol, chứ không thay thế bất kỳ các chỉ định nào của bác sĩ và khuyên nên sử dụng thuốc khi có chỉ định các bạn nhé. Chủ đề đầu tiên, thuốc Bisoprolol Fumarat 2,5mg Astavit là thuốc gì? Thì Bisoprolol nó thuộc danh mục đó chính là thuốc trị tăng huyết áp. Thì dạng bào chế thường là viên nén các bạn ha. Và quy cách đóng gói đó chính là người ta sẽ đóng thành một hộp có 2 vỉ và mỗi vỉ là 14 viên. Thành phần hoạt chất chính của nó là Bisoprolol. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu một cách sơ lược về Bisoprolol Fumarat 2,5mg để chúng ta hiểu hơn về loại thuốc này các bạn ha. Thì nhớ cái hoạt chất của nó là Bisoprolol. Chủ đề thứ hai, thành phần thuốc Bisoprolol Fumarat 2,5mg Astavit. Tinh ý một xíu thôi thì các bạn để ý ở phần đầu tiên thì chúng ta cũng đã nói qua cái hoạt chất của nó rồi đó. Thì hoạt chất là thành phần của cái viên uống này các bạn ha. Thì thành phần của nó là Bisoprolol và nó có hàm lượng là 2,5mg. Thì khi nói đến thuốc thì chúng ta nhắc đến hoạt chất thì nó dễ dàng tìm kiếm cũng như là giúp cho bạn biết dễ hơn. Còn nếu như chúng ta đọc tên thương mại á, thì những ai quen thuộc thì người ta mới biết được thôi các bạn ha. Thì dược lực học của Bisoprolol là một thuốc chọn lọc thụ thể giao cảm beta, không có hoạt động ổn định nội tại. Thì như các thuốc chọn beta khác, phương thức hoạt động trong bệnh lý tăng huyết áp là không rõ ràng, nhưng người ta biết rõ về Bisoprolol là ức chế hoạt động của renin trong huyết tương. Thì trên những bệnh nhân đau thắt ngực, việc chọn những cái thụ thể làm giảm hoạt động của tim là do làm giảm cái nhu cầu oxy. Bisoprolol cũng có đặc tính là giảm đau tại chỗ như là Bisoprolol. Dược động học Bisoprolol Fumarat 2,5mg được hấp thu gần như hoàn toàn bằng đường tiêu hóa. Thì do một lượng rất nhỏ vượt qua những cái tác động ở gan, sinh khả dụng cao sắp xỉ 90%, độ gắn kết với protein huyết tương khoảng 30%, thể tích phân bố là 3,1 lít trên kg, tổng lượng thanh thải sắp xỉ 15 lít trên giờ, thời gian bán hủy trong huyết tương là khoảng 10 đến 12 giờ do hiệu lực của thuốc trong vòng 24 giờ sau khi dùng một liều trên một ngày. Thì Bisoprolol Fumarat 2,5mg được thải trừ qua hai cách. 50% được chuyển hóa ở gan thành những cái chất chuyển hóa không hoạt tính, sau đó nó sẽ bài tiết qua thận. 50% liều duy trì được bài tiết bởi thận ở dạng không đổi. Do sự thải trừ xảy ra ở gan và thận là như nhau cho nên không cần chỉnh liều ở những bệnh nhân bị suy gan hoặc là suy thận. Dược động học của Bisoprolol độc lập với tuổi tác, những bệnh nhân suy tim nặng, NIHA độ 3 đó các bạn ha, nồng độ Bisoprolol trong huyết tương cao hơn và thời gian bán thải kéo dài hơn so với những người tình nguyện khỏe mạnh. Nồng độ đạt đỉnh trong huyết tương ở trạng thái ổn định là 6421 mg trên ml
Và đây là những cái thông tin cho các bạn thấy về dược lực học và dược động học của bisoprolol. Chúng ta tìm hiểu thêm để chúng ta có kiến thức cho mình. Chủ đề thứ ba, công dụng của thuốc bisoprolol fumarate 2,5 mg Astavit. Thì pisoproglon fumarate 2,5 mg được chỉ định trong các trường hợp sau đây. Thì bác sĩ sẽ chỉ định sử dụng pisoproglon trong những trường hợp này các bạn ha: tăng huyết áp, đau thắt ngực ổn định mãn tính, điều trị suy tim mãn tính ổn định với giảm chức năng tâm thu thất trái, phối hợp với các thuốc ức chế men chuyển, thuốc lợi tiểu và glycosidin. Thì đó là những cái chỉ định khi sử dụng bisoprolol fumarate 2,5 mg Astavit. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang chủ đề thứ tư. Tác dụng phụ của thuốc bisoprolol fumarate 2,5 mg Astavit. Thì những cái loại thuốc thì nó luôn có chỉ định tác dụng phụ, chống chỉ định, thận trọng và tương tác kèm theo các bạn ha. Thì đối với tác dụng phụ thì đã được cảnh báo trên cái tờ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm rồi, và nó sẽ có những cái tác dụng phụ sau đây. Thì Trang chia sẻ cho các bạn biết những tác dụng phụ thường gặp trên hệ tuần hoàn. Thì bạn sẽ có cảm giác lạnh hoặc là tê cóng ở đầu chi, hội chứng Raynaud, chứng khập khiễng cách hồi, rối loạn thần kinh trung ương. Nó làm bạn mệt mỏi, kiệt sức, chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, hoặc là hầu hết là nó sẽ nhẹ và nó sẽ biến mất từ 1 đến 2 tuần. Rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng dưới, táo bón. Thì đó là những tác dụng phụ thường gặp. Những tác dụng phụ ít gặp: rối loạn toàn thân, yếu cơ và co cứng cơ, bệnh khớp, tuần hoàn, nhịp tim chậm, rối loạn dẫn truyền, nhĩ thất, chậm dẫn truyền nhĩ thất hoặc làm nặng hơn và lóc nhĩ các bạn ha. Ở nhĩ thất đó đã tồn tại, suy tim trở nặng, hạ huyết áp tư thế. Rối loạn thần kinh trung ương, nó sẽ làm rối loạn giấc ngủ, trầm cảm. Còn trên hệ hô hấp, ngực và trung thất thì co thắt phế quản ở bệnh nhân hen phế quản hoặc là có tiền sử mắc bệnh tắc nghẽn về đường hô hấp. Hiếm gặp, rối loạn trên hệ thần kinh trung ương thì nó sẽ gây ác mộng, ảo giác, da phản ứng nhạy cảm, ngứa, đỏ bừng tại những cái vị trí khác hay là phát ban. Gan thì nó sẽ làm tăng men gan, viêm gan. Đối với chuyển hóa thì tăng triglyceride và hạ đường huyết, tiết niệu sinh dục, rối loạn khả năng tình dục, tai mũi họng, giảm thính lực, viêm mũi dị ứng. Mắt thì nó sẽ giảm lượng nước mắt. Thì chúng ta cân nhắc ở những bệnh nhân đục thủy tinh thể hoặc là những bệnh nhân dùng nước mắt nhân tạo các bạn nhé. Rối loạn hệ miễn dịch thì test kháng thể kháng dương, kháng nhân dương tính đó, thì nó sẽ cho những cái triệu chứng lâm sàng đặc biệt như là hội chứng lupus, hay là những cái biểu hiện này sẽ biến mất khi ngưng thuốc. Thì đó là những cái tác dụng phụ thì chúng ta đọc để chúng ta biết thêm. Chủ đề thứ năm, chống chỉ định và thận trọng khi sử dụng thuốc bisoprolol fumarate 2,5 mg Astavit. Thì Trang khuyên mọi người là khi sử dụng thuốc thì phải có chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn cách sử dụng an toàn từ dược sĩ để chúng ta dùng thuốc an toàn nhất. Đừng tự ý đi mua thuốc về sử dụng các bạn ha. Những thông tin này thì giúp cho bạn hiểu rõ hơn về bisoprolol thôi, chứ Trang không đưa ra bất kỳ những cái chuẩn đoán hay chỉ định nào hết. Thì bisoprolol thì nó sẽ có những cái chống chỉ định trong những trường hợp sau đây, các bạn cần lưu ý.
suy tim cấp hoặc là các giai đoạn suy tim mất bù cần liệu pháp. Sốc tim, block AV độ 2 hoặc là độ 3, không dùng máy tạo nhịp. Hội chứng suy nút son, block son nhĩ, nhịp tim chậm hơn 60 lần trên 1 phút trước khi điều trị. Huyết áp thấp, huyết áp tâm thu nhỏ hơn 100mm thủy ngân. Hen phế nặng, hen phế quản nặng hoặc là COPD nặng, giai đoạn cuối của các bệnh tắc nghẽn động mạch ngoại biên và hội chứng Prenun. Toan chuyển hóa, dị ứng với bisoprolol hay bất kỳ thành phần nào của thuốc thì chúng ta cũng không sử dụng. Phối hợp với các clotaphein hoặc là các sulfonylureas thì chúng ta cũng không kết hợp cùng. U tế bào đa chrom ở tủy thượng thận không được điều trị. Đối với thời kỳ mang thai thì các bạn cũng cần phải lưu ý quan tâm ha. Thì bisoprolol fumarate 2,5mg có tác động dược lý, có thể gây ra những cái tổn hại cho phụ nữ mang thai hoặc là thai nhi hoặc là trẻ sơ sinh. Nhìn chung là những cái thuốc thuộc nhóm beta blocker thì nó làm giảm dinh dưỡng qua nhau thai, làm chậm sự phát triển, làm thai chết lưu, sảy thai hay là sanh non, cho nên là hết sức thận trọng trong giai đoạn mang thai. Các tác dụng phụ như là hạ đường huyết hay là nhịp tim chậm thì có thể xảy ra ở thai nhi và trẻ sơ sinh. Nếu cần điều trị, đối với thuốc chặn beta thì nên chọn nhóm chọn beta 1, chọn lọc beta 1 các bạn ha. Thì không sử dụng trong những cái trường hợp thai kỳ, cho nên chúng ta cần phải lưu ý. Nếu như cần điều trị với bisoprolol thì nên theo dõi lưu lượng máu qua tử cung, nhau thai nè, hay là sự phát triển của thai nhi. Thì nên cân nhắc các ảnh hưởng tổn hại đến thai phụ hoặc là thai nhi. Trẻ sơ sinh thì phải được theo dõi kỹ các triệu chứng hạ đường huyết và nhịp tim, nhịp nhanh thường gặp sau 3 ngày đầu. Thời kỳ cho con bú thì không biết là thuốc có được tiết qua sữa mẹ hay không, do đó thì không nên sử dụng cho phụ nữ đang nuôi con bú trong khi mà chúng ta muốn điều trị với bisoprolol. Các đối tượng đặc biệt: trẻ em dưới 12 tuổi và thanh thiếu niên thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý quan tâm. Không có kinh nghiệm trong việc dùng thuốc, hay là chúng ta không biết cách để dùng cái liều nào thích hợp cho bệnh nhi thì chúng ta cũng không tự ý sử dụng các bạn nhé, để tránh những các trường hợp đáng tiếc xảy ra. Cho nên là khi sử dụng thuốc thì phải có những cái chỉ định rất là kỹ, cụ thể, bạn phải thăm khám bệnh nữa các bạn nhé, để bác sĩ cân chỉnh liều thích hợp nhất cho bạn. Và những kiến thức mà Trang đưa ra là những kiến thức để giúp cho bạn hiểu biết hơn về bisoprolol. Thì thay vì bạn đọc trên tờ cái hướng dẫn về bisoprolol và những cái chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định hay là những cái tương tác, bạn không biết đọc như thế nào để cho mình hiểu một cách khái quát hơn, thì video ngày hôm nay là những cái kiến thức nền tảng để giúp cho bạn hiểu hơn về bisoprolol. Và Trang lưu ý các bạn là Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào, cho nên các bạn cần lưu ý và cân nhắc nhé. Nếu như bạn thấy những kiến thức mà Trang chia sẻ ngày hôm nay về bisoprolol đã giúp ích cho bạn rất nhiều thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại. You